bát trang thắm được ngọt tình quê, về để yêu qua lời mẹ kể, trường sơn ân tình sâu nặng mãi không. Tân dân ngát hương thời áo trắng, quê ta đất Trang vang lừng chân tất vong, núi voi kiên cường tự hào án lão quê mình
ngày mới nắng lên sắc hồng, cho một ngày mới cháy bỏng ước mơ. Cứ đầm lúa mênh mông dù rằng mây reo vui, tay nắm tay nhau trên tầng cao mới. Cho những chiến sĩ giữ yên xóm làng, chào bao cô gái lúc vừa tan ca. Nụ cười bác nông dân ngọt ngào trái thơm hương, chung sức bên nhau dựng xây quê hương. Truyền thông.
đang qua là chắc lối của bác Hùng Thảo, người con quê xã Thanh Sơn. Ngày hôm nay đoàn cô Hà Thị Tuyết về thăm về An Lão, thăm quê hương xã Thanh Sơn, thăm quê hương của bác Hùng Thảo, về quê hương của đồng chí Đào Thanh Hà. Báo cáo các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu, đây là một niềm vui, niềm vinh dự đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Sơn được đón tiếp các cô, các bác, các vị quý tại hội nghị hôm nay hết sức là quan trọng, đầm ấm. Và thay mặt cho chính quyền địa phương, tôi xin tuyên bố và xin giới thiệu các vị đại biểu trong ngày hôm nay. Đại biểu trung ương xin trân trọng giới thiệu cô Hà Thị Tuyết, nguyên bí thư trung ương đảng, nguyên trưởng ban dân vận trung ương, phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Phạm Công Thảo, nguyên tránh văn phòng ban tuyên giáo trung ương. Quý là người thân của cô Hà Thị Tuyết và gia đình Phạm Công Thảo. Đây là niềm vinh dự nhất sức đối với xã Thanh Sơn và đề nghị chúng ta lên đây chào mừng. Đại biểu thành phố xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đào Thanh Hà, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo thành ủy. Đại biểu huyện xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Thiên Minh, phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Văn Điều, nguyên phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Là con quê hương. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Trung, thường vụ ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy. Trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Hữu Long, thường vụ huyện ủy, trưởng công an huyện. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban huyện, trưởng ban của huyện. Và trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiểu Hiền, nguyên bí thư đảng ủy xã Thanh Sơn, phó chủ tịch ủy ban kiểm tra ủy, cùng các đồng chí công an huyện về dự buổi hôm nay. Tôi báo cáo các đồng chí lãnh đạo, các cô, các bác, buổi sáng hôm nay đoàn cô Hà Thị Tuyết đã thăm một số di tích lịch sử của thành phố, Nguyễn Hùng Tộc, Dương Hương, đền thờ Sở Nguyên Trần Đức Văn. Bây giờ đây thì báo cáo với ông các cô, các bác, thay mặt cho chính quyền địa phương, cũng xin báo cáo qua về cái đặc điểm tình hình của xã Thanh Sơn. Kính thưa các đồng chí, cô, các bác, các vị khách quý, đối với xã Thanh Sơn là một xã dân số đông ở phía đông nam của huyện An Lão, phía đông giáp phường Tràng Minh, quận Kiến An, phía nam giáp xã Mỹ Đức, phía tây giáp xã Tân Dân và phía bắc giáp thị trấn Liêm Sơn. Xã có 4.520 hộ với 14.550 khẩu, được chia làm 11 thôn. Xã có 3 chùa và 5 cụm di tích lịch sử, trong đó có 2 cụm xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, đền thờ Tràng Nguyên, Trần Tất Văn và đền Bửu Đáng, và những cụm còn lại là xếp hạng di tích lịch sử của thành phố. Về tổng diện tích đất tự nhiên là 866 ha, trong đó đất công nghiệp là 435 ha. Về cơ cấu tổ chức đảng chính quyền, đảng bộ xã có 330 đảng viên, được chia làm 16 chi bộ, trong đó có 11 chi bộ nông nghiệp, 3 chi bộ của giáo dục và 2 chi bộ lực lượng vũ trang, trong đó là chi bộ công an và chi bộ quân sự. Về đánh giá và thuận lợi trong năm qua, đối với tập thể ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ luôn đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo và phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Là trong những năm gần đây là tranh thủ sự quan tâm của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, các ban xây dựng đảng và các phòng ban chuyên môn của huyện là quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kinh tế hạ tầng của địa phương, và đến nay là diện mạo nông thôn mới có nhiều nét đổi thay. Về khó khăn, báo cáo các cô, các bác và các vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo, đối với xã Thanh Sơn là một xã là thuần nông, con em của xã đi làm các nghề phụ thợ xây, may mặc, giày da tại nội thành. Và do cái điều kiện giao thông thuận lợi của xã không thuận lợi nên các công ty doanh nghiệp lớn không có, chỉ có các xưởng giày da và các xã nhỏ lẻ và sản xuất kinh doanh nhỏ. Báo cáo cô các bác ở đây một trong những cái hạn chế để địa phương xã Thanh Sơn phát triển kinh tế. Thì xuất phát từ đặc điểm tình hình trên,
Thì trong những năm qua được sự quan tâm của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân huyện, các ban xây dựng đảng và các phòng chuyên môn của huyện và sự đoàn kết thống nhất của các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ xã Tây Sơn và sự đồng hành của chính quyền và sự vào cuộc của ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị là công tác lãnh đạo của địa phương đã đạt kết quả khá toàn diện, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng địa phương. Thì báo cáo các cô các bác đồng chí trong hiện nay thì đảng bộ xã Tây Sơn cũng luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là chốt. Trong thời gian qua, đảng xã đã quán triệt các chỉ thị nghị quyết của đảng đến các cán bộ đảng viên và tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa nội bộ theo tinh thần nghị quyết chung 4 và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng và rà soát quy hoạch công tác cán bộ, chuẩn bị nguồn nhân sự tham gia ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Báo cáo các bác là bốn xã Tây Sơn dự kiến đại hội đảng bộ vào quý 2 năm 2025. Về công tác phát triển kinh tế của địa phương thì anh em cháu cũng tranh thủ sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo của huyện được đầu tư về cơ sở vật chất, nâng cao, nâng cấp, xây mới các công trình đường giao thông, trường học và nâng cấp sửa chữa đền thờ Nguyễn Thái và đền thờ Trần Nguyên Trần Tất Văn và trụ sở ủy ban xã làm việc và nhà văn học của xã. Dòng những nguồn vốn đầu tư công thì qua khảo sát của đối xã Tây Sơn trong thời gian vừa qua khảo sát qua thì đối xã Tây Sơn huyện quan tâm là đầu tư trên 3 tỷ. Và hiện nay đang rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch các công trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và đang lập đề án khái toán xây dựng các công trình xây dựng nông thôn mới bắt đầu thực hiện vào cuối năm 2024 và kết thúc vào năm 2026. Thì báo cáo các cô các bác là theo quy định từ năm 2024 đến nay là mỗi xã xây dựng nông thôn mới được 115 tỷ. Nhưng đối với xã Tây Sơn là một xã là dân số đông, diện tích rộng, là thành phố của huyện quan tâm đầu tư là 175 tỷ. Báo cáo của bác là xã Tây Sơn thì một cái xã mà có đường H36 là trên 6 cây 2. Nếu đầu tư mà xây dựng vào cái đường H36 là trên 100 tỷ. Rồi đầu tư vào trường học thì cũng 3 cấp, nhưng mà 2 cấp thì phải nhỏ lẻ. Nếu đầu tư đạt chuẩn 60 tỷ và cái số tiền còn lại để đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất, nhà văn hóa, rồi đường 5 mét các thôn và điện ánh sáng các thôn là một số khó khăn của xã Tây Sơn. Anh em báo cáo là các cô các bác cũng đã chia sẻ về xã Tây Sơn. Đời sống thì chưa được cao lắm, trân trọng. Về kinh tế thì tiếp tục được phát triển, an ninh đảm bảo trật tự trên địa bàn, công tác quân sự địa phương và được bảo đảm chỉ tiêu, công tác an sinh thực hiện tốt các chế độ người có công, người nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội, đời sống văn hóa vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Kính thưa các cô các bác, đồng chí lãnh đạo, khách quý, hôm nay thì nhân dịp của cô Hà Thị Tuyết, cô xã Tây Sơn, thay mặt cho lãnh đạo địa phương xin báo cáo qua về cái đặc biệt tình hình của cô xã Tây Sơn và xin chúc quý chúc cô, đặc biệt khách quý, các đồng chí lãnh đạo sức khỏe, thành công. Chương trình là đến thăm
đình anh Thảo, quê anh Thảo. Đấy, và theo lời mời cách đây cũng theo lời mời thì qua 3 năm rồi, thế lần này mới bố trí được. Thế là đi với tư cách là gia đình của tôi này, ở đây là em ruột của tôi, trước cũng làm bí thư huyện ủy, cũng nghỉ hưu rồi. Thế rồi lái xe cũng là cháu, và văn phòng cũng là cháu rể, tức là hết sức là gia đình. Đấy, hết sức là gia đình. Đến với đây là trước hết là đến với gia đình và hoạt động của anh Thảo. Nhưng mà đến đây đấy, chúng tôi hết sức là xúc động khi mà ngồi trên xe đã nhìn thấy các đồng chí lãnh đạo xã của huyện đã chờ rất là lâu để rồi đón mấy chị em chúng tôi. Trước hết là xin lỗi là vì cái đường đẹp quá cho nên cứ đi đi lại mà cũng ra được không ra được đến về đến xã mình. Thế cho nên đấy là, nhưng mà cũng là một điều tốt đấy là để nhớ lâu, nhớ lâu. Một cái cuộc đấy là hành hương về quê bạn mình và quê hương của anh bạn mình, mà lại là có một cái lịch sử ít người có. Thế mà lại đấy là trong một cái thời gian đấy ngắm cảnh trên đường thì cũng đủ những cái suy nghĩ và tình cảm dày hơn đối với Hải Phòng, đối với đấy là huyện nhà, xã nhà, và nhất là đối với gia đình họ ở bên Thảo. Vì chúng tôi đấy là học cùng khóa với nhau, tôi bên Thảo là cùng khóa. Thế người năm nay là kỷ niệm là 55 năm tự trường, và năm ngoái thì 50 năm ra trường. Thế cho nên là anh em gặp nhau được cứ 10 năm mãi, thế mà cái tình cảm đấy là vẫn cứ đong đầy từ lúc học cho đến bây giờ. Và Hà Nội tôi cũng đã đến gia đình anh Thảo 10 cơm vài lần, nhưng mà hôm nay mới chính về quê. Và về quê lại được nên là các đồng chí và anh em họ hàng ở chính quê của anh Phùng Thạc đón tiếp tôi như một vị khách cao để về thăm quê hương. Tôi rất là xúc động và cảm ơn các đồng chí. Và qua nghe thông báo tóm tắt thì nhưng mà tôi cũng hình dung ra được rằng vì tôi cũng là một vùng quê nghèo, Tuyên Quang cũng nghèo. Thế rồi đến khi mà lên công tác ở trung ương thì cũng làm những công việc cũng liên quan đấy là tới các địa phương nhiều, đấy là Hội Liên hiệp Phụ nữ, đấy là Ban Dân vận Trung ương, đấy là hai cơ quan ở trung ương thì cũng đều đấy là lúc nào cũng đấy là gần gũi và nắm về tình hình các địa phương để mà tham mưu cho Đảng Nhà nước về cơ chế, về chính sách, về luật pháp. Rồi luật pháp là có luật bình đẳng giới đấy. Thế rồi đấy là về các cái quy định quy chế của Đảng về đấy là công tác dân vận. Cho nên đấy là tuy không đến Hải Phòng được nhiều lần như lúc làm ở bên Hội Liên hiệp Phụ nữ nữa, nhưng mà vẫn rất gần gũi, rất gần gũi. Và đấy, chúng tôi luôn luôn nắm tình hình và được thông báo tình hình và những bước đi của Hải Phòng. Chưa nói đến là qua màn ảnh nhỏ, qua truyền hình, truyền thông thì đã đầy đủ những cái nhìn nhận rất là vui mừng và tự hào về thành phố Hải Phòng. Nhưng mà đấy là trong thực tế còn nắm bắt được thêm cái tình hình đi lên của Hải Phòng trong những năm gần đây. Các đồng chí làm lãnh đạo chủ chốt ở Hải Phòng đây cũng là những người đấy là tôi cũng đã từng là rất là thân quen. Đấy, gần nhất là anh Trần Lương Quang, thế rồi đấy là đến bây giờ là anh Châu. Anh Châu lại cùng mặt trận với nhau. Nhưng mà tôi có hướng với anh Bí thư Thành ủy là nói xin lỗi là tình cảm vì tôi hơn tuổi, nó là em cứ đi. Thế
thế hôm nào thì chị sẽ xuống, chị sẽ về Hải Phòng để thăm em làm bí thư. Thế nhưng mà chưa đến được, hôm nay đến thì bí thư lại đang họp. Thế với lại cũng với mục đích là chỉ đến đấy là thăm tính chất gia đình thôi. Thế cho nên đấy là cũng chưa đến, đấy là thành người chưa đến chào các đồng chí được. Thế hôm nay các đồng chí cũng là thay cả thành phố, cả huyện, không phải chỉ riêng xã nữa, đón tiếp tôi trong một cái không khí rất là đầm ấm, tình nghĩa, sâu nặng. Tôi và gia đình tôi rất cảm ơn các đồng chí đã dành cho tình cảm cho những người con của miền Sơn Cước, miền ngược trên rừng. Thế rồi đấy là cho những người làm công tác dân vận. Thế, nay đã được nghỉ hưu rồi, làm một chút công việc của mặt trận nữa. Thế nhưng mà trong cái không khí như là các đồng chí đón tiếp một đồng chí lãnh đạo một chức, tôi rất là cảm động. Tôi thì cảm ơn các đồng chí và tôi chúc mừng các đồng chí những thành tích mà các đồng chí đã vượt qua được khó khăn để vươn lên được và trở thành đấy là một cái xã, một cái huyện của nông thôn mới và chuẩn bị đấy là lên đấy là nông thôn mới nâng cao. Nhiều nơi đấy là nông thôn mới rồi nhưng mà lại sau lại phải tu đắp vì không kiên trì và không phát triển được. Các đồng chí rất là mừng lắm. Tôi hình dung ra đấy là các đồng chí phải gồng mình trước những công việc đòi hỏi của nước, của dân, của đảng giao cho để rồi có được cái thành tích như hôm nay. Và tôi mong rằng các đồng chí sẽ coi đây là một cái cơ sở, một cái bàn đạp mà các đồng chí sẽ phát triển cao hơn, vững chắc hơn và xây dựng quê hương xứng đáng như một miền đất Điện Biên Điện Biên và với một vùng quê không phải đông cũng có được như vậy, một vùng quê truyền thống cũng là truyền thống về đến là chi thức. Chúc các đồng chí đạt nhiều thành tích trong công tác và chúc mỗi đồng chí sau mỗi nhiệm kỳ chúng ta lại có những bước phát triển mới để có điều kiện phục vụ nhân dân, phục vụ đảng và đấy là xây dựng một chính quyền thật mạnh ở địa phương để trở thành để thật sự là một quê hương giàu đẹp văn minh và phát triển phồn vinh hạnh phúc. Xin cảm ơn các đồng chí. Anh em cháu trân trọng cảm ơn tình cảm cô dành cho thành phố Hải Phòng, thương cô và nhân chuyến về thăm thành phố Hải Phòng, đồng chí lãnh đạo và khách hàng, chủ cơ quan của hội nghị, trưởng ban tuyên giáo của thành phố Hải Phòng. Chào cô, cô là đây là món quà của Hải Phòng, của An Lão, của xã Thái Sơn của chính cháu tặng cô làm kỷ niệm nhân chuyến thăm cô về Hải Phòng, cho nên là mời có khi nào anh em ở huyện xã rồi bác và cô lên chụp ảnh chung lưu niệm với cô. Và trước hoa tươi thắm ở Hải Phòng nhé. Đây là nhà hát xây sớm nhất ở Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn đây là một cái đảo trên vịnh Lan Hạ là vịnh vừa mới được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới cùng với vịnh vịnh Hạ Long đấy. Và cái đình này là đình vốn cũng là của Hải Phòng và các nghệ nhân Hải Phòng vẽ lên thế này ạ. Và cảm ơn trân trọng. Báo cáo với như là ở huyện thì cũng có món quà tặng cô, đây là cái đền thờ Phụng Trần Trần Tất Văn và nơi mà cô vừa thắp hương sau và đây là tại làng quê An Lão thì rất yên bình. An Lão là
sáp nhập cái trường Nguyễn Trung Dương thành trường Kim Giang Trung Dương. Và cái trường ấy bây giờ nó là học viện đó những cái viện kiện. Thì lúc mà học thì tôi với chị Kiết là hai đứa, là tôi là con trai, chị Kiết là con gái, người dân tộc, tôi là người Kinh, hai đứa bé nhất lớp. Lớn nhất lớp của chúng tôi nên còn sống năm nay 94 tuổi. Nghĩa là cái đứa học lớn nhất, cái đứa bé nhất, người ta thường nói là anh cả, có khi là gần như chú, cha chú. Bây giờ là các anh anh chị là không muốn đến như tôi, chị Kiết này, không đến sức khỏe, và phải mấy chục người chết rồi. Nhưng mà cái dấu ấn rất đậm nét nhất là 326 cán bộ đảng viên đi khắp ba miền Tổ quốc sau hơn nửa thế kỷ học tập, chiến đấu, công tác, phấn đấu học tập. Thì báo cáo đồng chí là hơn 3 năm chúng ta đến nay là không ai là bị dính vào con đường lao lý. Không có ai cả. Đấy là điều có thể nói là chính đấy là kết quả của giáo dục. Chúng tôi là lớp thí điểm thôi. Và chúng tôi ra trường thì là được cấp bằng đại học. Lúc đó là ban bí thư trung ương, hội đồng chính phủ, bộ giáo dục kết hợp cùng nhau làm thí điểm hệ thống trường đảng trong đại học. Và bây giờ mới có câu chuyện là các bạn là ra trường có đại học. Các bạn ra trường bây giờ là tiến sĩ thạc sĩ. Đồng chí. Đấy. Thế và thưa các đồng chí là sau hơn nửa thế kỷ phấn học tập bây giờ là hai bạn là lúc mới vào là trẻ bây giờ già. Bây giờ tôi đi lại là khó khăn rồi đấy. Năm ngoái tôi nói bên nhiều tôi đi khác, nhưng năm nay tôi đi là coi này chân ngắn chân dài rồi đấy. Nói thật với các bạn đấy, nên là rất may mắn là chị Kiết là học với tôi, chị là con gái Tuyền Quang ở huyện Văn Chấn. Năm ngoái huyện Chiêm Hóa, năm ngoái chị Kiết tạo điều kiện cho chúng tôi đến được nơi đại hội đảng duy nhất đại hội đảng ta ở huyện Chiêm Hóa. Mà lúc tôi chị Kiết học chúng tôi chỉ biết Chiêm Hóa là gì, chỉ biết đại hội ai đâu đấy, thì rất là mừng. Thế mà xin được giới thiệu là tôi mời chị Kiết, mời cả em chị Kiết đấy, anh Hà Phúc Bình, tỉnh ủy viên, bí thư huyện Hà Miên, rồi chú đi với anh về quê như anh Thái Sơn, đất nghèo đất lửa, hy sinh chiến đấu đã có cái ngày hôm nay. Còn riêng chị Kiết là cũng như tôi thôi, chị Kiết là trưởng thành từ là cô học sinh, còn tôi là trưởng thành từ anh công nhân. Và trải qua hơn nửa thế kỷ thì tôi thông báo với các anh chị này, chị năm khóa là tham gia đại biểu quốc hội, đúng không? Năm khóa tham gia trung ương, trong đó hai khóa là bí thư trung đảng, trưởng ban dân trung ương. Hơn 300 anh em tôi đều thống nhất như này này, chị Kiết là một trong tấm gương để chúng tôi về tinh thần vượt khó khăn, tinh thần rèn luyện, tinh thần phấn đấu. Và đến bây giờ như vậy là hơn 70 tuổi, sắp sửa cấp lên 80 rồi, là về trong tháng và đã nghỉ hưu rồi nhưng vẫn được tín nhiệm là giữ lại làm bí thư quy định. Và điều đặc biệt nữa là báo cáo anh chị mà theo tôi văn hộ là chị Kiết đã được đảng nhà nước là thưởng huân chương Hồ Chí Minh. Trong lớp học chúng tôi đã có hơn 300 người, thì ngoài chị Kiết hôm nay đến với lại các anh các chị thì có một người bạn nữa mà các chị biết là anh Tony Rước. Rước với tôi là bạn với nhau, cùng sang Liên Xô làm tiến sĩ Việt Nam, anh Rước đã về đây rồi. Đấy, hôm nay báo cáo anh như vậy. Lúc đầu thì tôi với chị Kiết thống nhất là chị Kiết về quê Thái Sơn, nhưng mà tại gia nhà tôi thôi, chứ không phải là làm long trọng thế này. Nhưng mà tôi đến tôi báo cáo với chị Hà với này bí thư và chủ tịch thì được anh các chị rất trân trọng chứ chết ạ. Thì các chú nói là nếu mà bác được để thế chúng cháu không thấy đi có hàng hóa thì bác nhường cho ông cháu. Thế là tôi đã quay ngược lại những cái quy tên, thì chị thì hôm nay đến đây thắc mắc đấy. Vâng, chị đến đây vâng. Thì nói chung chị cũng rất là anh em bạn cả, thì thay mặt gia đình là tôi vô cùng cảm kích, vô cùng cảm ơn. Trước hết cảm ơn chị Hà, ông nên là chỉ đạo đại hội ở thành phố và chỉ đạo cho đạo. Cảm ơn ông chủ tịch huyện, ông Vinh, cảm ơn cả anh Điều. Tuy là bây giờ hoàn nhiệm vụ như rồi, có cái chủ tịch ủy viên cũng đến đón chủ tịch và cảm ơn tất cả đồng chí nhé. Và chúc mọi người sức khỏe, chúc hạnh phúc và chúc chúng ta là phát triển tiến bộ. Vâng, cảm ơn. Và chúc cho tôi xin là tôi xin tiếp nối cái báo cáo của đồng chí bí thư. Tôi về hưu, tôi là
tình nguyện làm thư ký của làng. Tôi ghi lại những cái của làng tôi, của xã tôi với cái tên là nếp đất tình người Thái Sơn đất ở người nhé, để bổ sung cho báo cáo của bí thư vì nhé. Để tôi tặng chị một cuốn, tôi tặng chú Phình một cuốn. Hai là tôi cũng làm thư ký cho dòng họ nhà tôi. Tôi viết cái cuốn là họ nhà tôi trong tiến trình lịch sử dựng nước, cũng tặng cho hai chị em. Và tôi cảm ơn trước chị với tỉnh chú Phình trên đảo hai cuốn sách này. Vâng. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ. Cháu mời các cô, các chú này nhìn đây, cháu chụp một kèo ạ. Rồi, chuẩn bị ạ, cháu chụp nha. Ha. Chú xếp ơi, chú xếp, chú mới nhìn đây ạ. Rồi, đây ạ, 2, 3, cháu chụp thêm kiểu nữa ạ. Rồi, 2, 3, rồi ạ. Rồi, cháu cảm ơn. Cảm ơn, cháu cảm ơn cô. Trân trọng kính mời cô và kính mời.